Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, trong khi nước Mỹ đã có hơn 50% cư dân được chủng ngừa và tại nước Anh thì con số này đã đạt mức hơn 60%. Thế nhưng tại Úc, tính cho đến thời điểm này chỉ mới có chưa đến 3% dân số được chủng ngừa và đây là vấn đề mà chính quyền Morrison đang bị chỉ trích nặng nề. Ngoài ra thì việc nhân số sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp tại Úc cũng là một trong những thông tin gây nhiều lo lắng cho các giới chức thẩm quyền tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Thiếu hụt vaccine COVID-19, Úc và Liên Âu tiếp tục tranh cãi Quyết định hạn chế xuất khẩu vaccine COVID-19 của Liên Âu đã phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vaccine AstraZeneca trên lãnh thổ châu Âu. Đồng thời, quyết định này cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch chủng ngừa tại Úc. Như đã loan ngày hôm qua, trước bối cảnh chậm trễ trong quá trình chủng ngừa, Thủ tướng Morrison đã buộc phải quy trách nhiệm cho Liên Âu sau khi Liên Âu quyết định không cấp phép xuất khẩu 3 triệu 100 ngàn liều vaccine đến Úc theo đúng thời hạn đã cam kết. Thủ tướng Morrison cho biết, cho đến thời điểm này, nước Úc chỉ mới nhận được 300.000 trong tổng số 3 800.000 liều mà Liên Âu cần phải chuyển cho Úc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên cho biết, thì nhiều khả năng là số lượng vaccine này sẽ không được chuyển đến Úc cho đến cuối năm nay. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Liên Âu khẳng định là Liên Âu chỉ mới bác bỏ một trong tổng số 491 đơn đề nghị xuất khẩu vaccine kể từ khi tăng cường kiểm soát các hoạt động xuất khẩu vào cuối tháng 1 năm 2021. Hiện có 7 đề nghị đang được Liên Âu cứu xét. Tuy nhiên, phía Liên Âu từ chối xác nhận liệu đề nghị xuất khẩu vaccine sang Úc có đang trong quá trình xem xét hay không. Số lượng vaccine AstraZeneca sản xuất tại châu Âu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực chủng ngừa tại Úc trong giai đoạn đầu, trước khi nước Úc có thể tự sản xuất. Tuy nhiên, lệnh hạn chế xuất khẩu của Liên Âu đã khiến chính phủ Úc gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, vốn đã bị chậm hơn so với nhiều quốc gia khác. Do nước Úc có nhân số nhiễm bệnh tương đối thấp. Cho đến nay Úc Châu mới chỉ chủng ngừa cho khoảng hơn 700.000 người, tức là thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 4 triệu người cho đến cuối tháng 3 năm 2021. Vắc xin AstraZeneca, tác dụng phụ sau khi chủng ngừa Kể từ khi nước Úc bắt đầu triển khai chiến dịch chủng ngừa quốc gia vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, thì hệ thống giám sát tiêm chủng quốc gia, gọi tắt là Oxford Safety, đã theo dõi mức độ an toàn của hai loại vaccine đang được sử dụng tại Úc là Pfizer và AstraZeneca. Thông qua các cuộc khảo sát bằng tin nhắn điện thoại và email tới những người được tiêm chủng, Dữ liệu thu được bao gồm phản hồi sau 3 ngày tiêm liều vaccine đầu tiên của AstraZeneca và 3 ngày đến 8 ngày sau khi tiêm vaccine của Pfizer. Số liệu cho thấy 50% số người Úc được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca thường có nguy cơ chịu các tác dụng phụ nhẹ và 25% cần phải nghỉ ở nhà sau khi tiêm liều đầu tiên. Phần lớn các triệu chứng đều nhẹ và xuất hiện trong thời gian ngắn. Trong số 112.319 phản hồi nhận được cho đến ngày 28 tháng 3 vừa qua, 49.7% số người được hỏi cho biết có ít nhất 1 triệu chứng nhẹ. Trong số 31.786 người được hỏi sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca tính đến ngày 31 tháng 3, khoảng 66.67% xác nhận đã bị tác dụng phụ, trong đó 25.4% phải nghỉ làm hay nghỉ học trong một thời gian ngắn, chủ yếu là một ngày. Chỉ có 1.8% số người được hỏi đã phải đi gặp bác sĩ hoặc tới phòng cấp cứu sau khi tiêm chủng. Đối với vaccine AstraZeneca thì mệt mỏi là tác dụng phụ phổ biến nhất với 53.8%. Tiếp theo là nhức đầu, đau nhức cơ hoặc cơ thể và đau chỗ tiêm. Khoảng 34.9% số người được tiêm loại vaccine này cho hay họ có cảm giác ớn lạnh. Số người bị sốt hoặc đau nhức khớp lần lượt chiếm 29.5% và 27.8%. Trong khi đó, tỷ lệ xuất hiện các tác dụng phụ sau khi tiêm liều đầu tiên của vaccine Pfizer thấp hơn với 36.3% số người được hỏi cho biết có ít nhất một tác dụng phụ và 4.3% phải nghỉ làm hay nghỉ học trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tỷ lệ những người được tiêm liều Pfizer thứ hai có các tác dụng phụ không mong muốn gần tương đương với tỷ lệ được tiêm liều AstraZeneca đầu tiên, với 60.7% cho biết có ít nhất một tác dụng phụ và 22.4% phải nghỉ làm hay nghỉ học. Phó Giám đốc Nghiên cứu Lâm Sàng và Dịch vụ tại Trung tâm Giám sát và Nghiên cứu Tiêm chủng Quốc gia, giáo sư Nick Wood khẳng định, các loại tác dụng phụ và tỷ lệ người được tiêm chủng có các tác dụng phụ trên phù hợp với kết quả thử nghiệm lâm sàng của hai loại vaccine. Điều này sẽ giúp người dân bớt lo lắng nếu trải qua những tác dụng phụ trong vòng 24 đến 48 giờ đầu tiên sau khi tiêm. Tin giáo dục, hàng trăm ngàn cử nhân thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Nhờ cải cách chính sách giáo dục của chính phủ trong những thập kỷ gần đây, mà tỷ lệ người lao động có trình độ đại học tại Úc đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, kéo theo đó là tỷ lệ không nhỏ tân cử nhân đã bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Thống kê cho thấy, hơn 30 năm trước, chính phủ đã ban hành kế hoạch mở rộng giáo dục đại học tới người dân. Theo đó, mọi công dân đều có quyền tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng, và đại học là ưu tiên của nhiều học sinh phổ thông. Tại trường đại học, nhiều khóa học, miễn phí, đồng thời sinh viên có thể vay học phí đại học. Các cải cách phần nào đã thu về kết quả nhất định. Lượng sinh viên trải đều, bao gồm các nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ, sinh viên khuyết tật, sinh viên bản địa, sinh viên đến từ các gia đình thu nhập thấp, sinh viên vùng sâu, vùng xa, sinh viên không nói tiếng Anh. Năm 2019, hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia nhóm lao động trình độ cao trong thị trường nghề nghiệp. Tháng 2 năm 2020, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 35.13% lực lượng lao động. Tuy nhiên, số người thất nghiệp có bằng cấp cũng tăng. Ước tính cứ 4 người thất nghiệp thì có một người sở hữu bằng đại học trở lên. Ngoài ra, thống kê của chính phủ cho thấy tháng 5 năm 2019, hơn 690.000 người đang thất nghiệp, nhưng gần 130.000 người trong nhóm này, tương đương với 18.7% có bằng cấp. Đến tháng 11 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp có trình độ đại học đã tăng lên 23.29%. Nhiều chuyên gia cho rằng COVID-19 đã tác động xấu lên thị trường việc làm. Tuy nhiên, trước đại dịch, số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học đã gặp khó khăn khi tìm việc làm toàn thời gian. Năm 2016, 27.4% tân cử nhân thất nghiệp hoặc không có việc làm toàn thời gian sau 4 tháng kể từ khi tốt nghiệp đại học. Các chuyên gia đánh giá số lượng người có bằng cấp càng tăng thì lực lượng lao động có tay nghề cao càng lớn. Theo thời gian, thị trường lao động sẽ chuyên nghiệp hơn, các nhà tuyển dụng cũng yêu cầu cao hơn, vì thế cuộc cạnh tranh vị trí việc làm giữa những người cùng bằng cấp sẽ gay gắt hơn. Căng thẳng Úc Trung, Viện Đại học Melbourne được kêu gọi không tiếp nhận du học sinh từ Trung Quốc. Một bài báo thuộc Đại học Melbourne đã gây nhiều tranh cãi sau khi công khai kêu gọi viện đại học này không tiếp nhận sinh viên đến từ Trung Quốc do những cáo buộc về việc chính phủ Trung Quốc đã đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Bài báo đã gây nên sự giận dữ ở nhiều nhóm sinh viên quốc tế. Bài báo với tựa đề On China được đăng tải trên tờ The Minimist, một tờ báo của sinh viên khoa luật Đại học Melbourne vào ngày 18 tháng 3. Tác giả bài báo gây tranh cãi này đã nói rằng, không chấp nhận sinh viên Trung Quốc là một hình thức tẩy chay sau khi Canada và Hoa Kỳ buộc tội Trung Quốc về chuyện đàn áp nhóm người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Bale Lim, chủ tịch Hội đồng sinh viên quốc tế tại Úc, nói rằng mặc dù hội đồng này ủng hộ quyền tự do ngôn luận tại các trường đại học, thế nhưng những nhận xét như vậy có thể đổ thêm dầu vào lửa đối với chuyện kỳ thị chống Trung Quốc và chống người châu Á hiện nay. Tuy nhiên, theo lời giáo sư Catherine Kelber tại Viện Đại học Queensland, thì nhiều lời kêu gọi trực tiếp không tiếp nhận sinh viên Trung Quốc vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép của việc tự do ngôn luận tại Úc. Theo lời giáo sư Catherine thì tự do ngôn luận vẫn phải có giới hạn và không được phép có những lời lẽ thù địch. Thế nhưng bà không cho rằng lời kêu gọi này được xếp vào loại lời lẽ thù địch. Riêng giáo sư Li Wei, một giảng viên khoa kinh tế Đại học Sydney, trong một cuộc phỏng vấn với đài SBS đã cho biết Phần lớn ngân sách dành cho nghiên cứu ở các trường đại học Úc là nhờ vào sinh viên quốc tế. Do đó, việc ngừng nhận sinh viên quốc tế sẽ gây nên nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, kinh tế. Bà Huệ cũng nhắc tới việc nhiều trường đại học đang gặp khó khăn về tài chính khi chính phủ Úc đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19 khiến số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm. Đối với các giảng viên đại học, rất khó để chuyển đổi nghề nghiệp nếu họ bị mất việc. Đại học Sydney là một trong số hiếm hoi các đại học Úc đã không phải sa thải nhân viên vì mức độ phụ thuộc vào sinh viên quốc tế rất thấp. Cũng theo lời giáo sư Way, thì mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc hiện đang căng thẳng. 6 tháng trước, các quan chức Trung Quốc thậm chí đã ra cảnh báo đến sinh viên nước này không nên chọn Úc làm điểm đến học tập. Nếu các đại học Úc ngừng nhận sinh viên Trung Quốc thì đó là điều mà chính phủ Trung Quốc muốn thấy. Bà Li Wei tin rằng những vấn đề liên quan đến Tân Cương hay Hồng Kông nên được giải quyết ở cấp độ chính phủ liên bang. Tin thị trường bán lẻ Xe hơi điện nhập khẩu vào Úc tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng xe hơi điện nhập cảng trong tháng 2 năm nay đã tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe hơi nhập cảng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm. Dữ liệu từ Tổng nhà thống kê ABS vừa công bố cho thấy, tổng giá trị xe hơi điện nhập khẩu vào Úc đã tăng 485% lên mức 104 triệu đô la trong tháng 2 của năm nay 2021, trong khi tổng giá trị xe hybrid, tức là loại xe chạy bằng xăng và điện nhập khẩu cũng đã tăng 101% lên mức 19 triệu đô la. Các con số trên đã góp phần nâng giá trị của tất cả các loại xe nhập khẩu trong tháng 2 năm 2021 lên 3 tỷ 580 triệu đô la, tương đương với mức tăng 24% và 705 triệu đô la. Trong một tuyên bố, ABS cho biết sự gia tăng này phù hợp với các tin tức trên báo chí về sự thay đổi nhu cầu đối với xe hơi điện vào đầu năm 2021 khi có nhiều loại xe phong phú hơn được cung cấp ở Úc. Trong khi Tesla từ chối công bố dữ liệu bán hàng của mình tại Úc, thì Toyota tuyên bố sẽ cung cấp toàn bộ các phiên bản điện hoặc hybrid tại Úc vào năm 2025. Doanh số bán xe hơi điện gia tăng ở Úc trong bối cảnh nước Úc vẫn đang có cuộc tranh luận về việc có nên áp dụng một chế độ thuế mới đối với xe hơi điện hay không. Nam Úc là tiểu bang đầu tiên đưa ra ý tưởng trên vào cuối năm ngoái, nhưng đã hoãn thực hiện kế hoạch này một năm để chờ xem động thái của các tiểu bang và lãnh thổ khác trong khi đó giám đốc điều hành phòng công nghiệp xe hơi tại úc ông tony weber lại nêu ý kiến cho rằng các bang nên khuyến khích tiếp nhận các phương tiện không phát thải sử dụng công nghệ mới theo ông weber sẽ không hợp lý nếu áp dụng mức phí trên khi những công nghệ mới này vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai và chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong doanh số bán xe trên toàn quốc thay vào đó chính phủ nên khuyến khích sử dụng các công nghệ này bằng các chính sách tích cực liên quan đến mục tiêu khí thải phát triển cơ sở hạ tầng và các biện pháp khuyến khích phù hợp cho các doanh nghiệp vận tải và người mua tư nhân. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.